Bạn có biết rằng tất cả các loại thực phẩm bạn ăn, chế độ sinh hoạt bạn đang áp dụng hàng ngày đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới bệnh động kinh, thậm chí là có thể làm tăng hoặc giảm tần suất cơn co giật. Và trong video này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn 7 điều người bệnh động kinh nên tránh để có thể kiểm soát cơn co giật tốt nhất. Người bệnh động kinh cần cân nhắc khi sử dụng thực phẩm giàu gluten. Gluten là protein được tìm thấy trong bánh mì, mì ống, đồ nướng, súp đóng hộp, nước sốt, lúa mạch, có thể gây phản ứng viêm và làm tăng cơn co giật động kinh. Giảm tối đa thực phẩm chứa nhiều đường đã qua tinh chế. Một số loại thực phẩm chứa nhiều đường đã qua tinh chế như bánh kẹo ngọt, nước ngọt có ga, nước tăng lực có thể kích thích não bộ gây tăng cơn co giật, do vậy cần được hạn chế tối đa. Nếu có thể, người bệnh động kinh nên kiêng thực phẩm chứa nhiều chất phụ gia bảo quản. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh được rằng những thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh như pizza, xúc xích, mì tôm chứa nhiều chất phụ gia bảo quản, chất tạo màu nhân tạo có thể kích thích các tế bào thần kinh gây tăng cơn co giật. Không uống rượu bia, hút thuốc lá hay các chất kích thích thần kinh khác. Thuốc lá, rượu bia, cà phê là những thứ có thể gây kích thích hệ thần kinh, làm tăng cơn co giật và làm mất đi tác dụng điều trị của thuốc. Do vậy, bạn cần tuyệt đối tránh xa. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng các loại trà như cúc hoa, tâm sen giúp dịu thần kinh, cải thiện hiệu quả triệu chứng đau đầu, mất ngủ. Tạo thói quen ngủ đúng giờ, đủ giấc, tránh thức quá khuya. Người bệnh động kinh nên tạo lập thói quen ngủ trước 11 giờ tối và ngủ đủ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày, tránh thức quá khuya, bởi sau một ngày làm việc vất vả, não bộ cần thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Hạn chế tiếp xúc với các thiết bị điện tử trong thời gian dài. Sóng điện tử, ánh sáng từ các thiết bị điện tử có thể kích hoạt não bộ khiến cơn co giật tái phát nhiều hơn. Do vậy, bạn nên hạn chế chơi điện tử, xem TV, điện thoại, iPad, nhất là trong điều kiện thiếu ánh sáng hoặc 1 giờ trước khi đi ngủ. Giữ tâm lý vui vẻ, thoải mái, tránh căng thẳng mệt mỏi quá mức. Tâm lý căng thẳng, stress, lo âu quá mức là một trong những nguyên nhân khiến cơn co giật xuất hiện nhiều hơn. Do đó, người bệnh cần giữ một tâm lý thoải mái, vui vẻ bằng các bài tập như yoga, ngồi thiền, đi bộ nhẹ nhàng. Tạo lập một chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học cũng chính là giải pháp giúp người bệnh động kinh kiểm soát cơn co giật tốt hơn. Do vậy, bạn hãy ghi nhớ và thực hiện 7 điều kiêng kỵ trên để mau chóng khỏe mạnh và ngăn chặn cơn co giật tái phát hiệu quả. Ngoài ra, nếu muốn tìm hiểu thêm về các phương pháp điều trị chứng bệnh này, hãy chủ động gọi điện hoặc liên lạc qua Zalo số 0962 620 043 để được tư vấn trực tiếp.